Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ dẫn tiếp cho bạn là về phần quản lý đơn hàng ha. Thì sau khi mình đặt hàng xong, mình sẽ vào admin để quản lý đơn hàng ha. Đây, quản lý đơn hàng. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái folder ở trong module ha, quản lý đơn hàng. Rồi. Thì cái folder này bây giờ sẽ chịu trách nhiệm về phần đơn hàng ha. Ở đây mình sẽ tạo là liệt kê .php. Liệt kê đơn hàng chứ đơn hàng không có sửa và xóa ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục liệt kê và xem đơn hàng. Xem đơn hàng .php ha. Rồi. Thì bây giờ mình ghi là liệt kê đơn hàng. À, cái này là liệt kê nằm ở đây ha. Rồi, xem đơn hàng. Rồi. Thì ở đây các bạn mở lại cho mình cái phần menu đi, menu trước ha. Thêm cho mình là quản lý đơn hàng nè, action bằng quản lý đơn hàng. UQuery của nó là bằng liệt kê ha. Chạy trang liệt kê trước rồi. Ở phần main này mình sẽ thêm cái elif dưới đây. Thì cái elif là quản lý gì? Nếu tạm bằng quản lý đơn hàng. Và UQuery bằng liệt kê ha. Thì mình sẽ gọi cái module là vào cái gì? Quản lý đơn hàng ha, folder quản lý đơn hàng và mình sẽ vào là liệt kê .php. Rồi. Bây giờ mình sẽ chạy thử quản lý đơn hàng. UQuery bằng liệt kê. Đây ha, liệt kê đơn hàng. Thì trong cái liệt kê đơn hàng này, đầu tiên các bạn sẽ cho nó một cái table. Nó giống như quản lý danh mục, các bạn mở quản lý danh mục, liệt kê quản lý danh mục sản phẩm ha, copy hết cái table này cho mình. Rồi sau đó match ra phần liệt kê đơn hàng. Thì trong cái phần liệt kê đơn hàng này, bây giờ mình sẽ gì liệt kê, chắc là đơn hàng ha, DH đơn hàng, chọn tất cả từ gì các bạn, cart ha, table cart, có nghĩa là chọn tất cả từ table cart này. Đó. Rồi. Thì tiếp tục order by gì? Order by ID card ha. Sắp xếp theo ID card đơn hàng mới nhất. Sau đó là gì? Liệt kê đơn hàng mà bằng liệt kê. Ok, các bạn chỉnh lại này cho mình ha. Tên gì? Tên đơn hàng. Mã đơn hàng chứ, mã đơn hàng. Rồi. Kế tiếp là ID khách hàng. ID khách hàng thì các bạn sẽ cho thêm chọn tất cả từ table đăng ký ha. Khách hàng của mình là từ table đăng ký. Rồi. Điều kiện là table card. Chấm gì? Chấm ID khách hàng. ID khách hàng thì sẽ bằng table đăng ký. Đăng ký chấm gì các bạn? Đây mình sẽ xem lại ha. Mình lấy ID khách hàng của card nè. Mình sẽ so sánh nó bằng với ID đăng ký ha. Đây là một nè, 6 mình xóa rồi ha các bạn. ID đăng ký. Rồi. Cái 6 mình xóa rồi thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái ID khách hàng này bằng tay ha. Tại cái ID kia mình xóa rồi. Một. Rồi, một đi. Đó, cho nó khớp ha. Rồi. Order by table card chấm ID khách hàng. Card chấm ID card test screen ha. Rồi. Sau khi xong rồi các bạn sẽ có được là tất cả thông tin của khách hàng và giỏ hàng. Code card mã đơn hàng. Ở đây các bạn sẽ cho mình là xem nè. Xem đơn hàng. Chỉnh lại xóa thành xem đơn hàng ha. Rồi, xóa đi cái một cái href và sửa đi. Rồi. Ở đây ID mình vẫn để nguyên, role của mình bây giờ nó là lý liệt kê đơn hàng. Đầu tiên là mình sẽ cho là code. Code gì các bạn? Code card. Rồi. Tên khách hàng. Tên khách hàng. Rồi. Thì ở đây mình sẽ cho là nó nằm ở dưới mã đơn hàng ha. Mình
sẽ là role, tên khách hàng ha, cột tên khách hàng. Rồi bây giờ mình sẽ refresh thử. Đó, Hiếu Chương hả các bạn. Tên khách hàng, các bạn sẽ cho mình là tên khách hàng, địa chỉ gì đó đi, ở ngoài này luôn, địa chỉ email, số điện thoại gì đó ha, cho nó dễ dàng. Địa chỉ email, số điện thoại ha. Rồi thì các bạn sẽ copy ra cho mình tên là địa chỉ email, số điện thoại, tương với trường là địa chỉ nè, email nè, số điện thoại ha. Rồi rất là dễ dàng ha. Không xác định được số điện thoại, hình như là đăng ký. Thoại của mình là, à mình đăng ký thêm lộn nè các bạn. Các bạn quay lại cho mình cái đăng ký đi. Mình thêm lộn cái trường, đáng lẽ là điện thoại nó phải là số điện thoại, địa chỉ, điện thoại địa chỉ đúng rồi mà ta. Giá trị là bây giờ là điện thoại, à điện thoại cuối cùng. Cái này là địa chỉ. Rồi, sau đó sửa này lại là điện thoại. Rồi, này mới đúng ha. Rồi, tắt đi. Bây giờ mình sẽ thay đổi hai cái này lại với nhau. Rồi. Điện thoại chứ không phải là số điện thoại ha. Rồi, fresh, ok. Thì bây giờ mình xem đơn hàng thì sẽ dựa vào cái gì các bạn? Sẽ dựa code đơn hàng. Ha, code đơn hàng. Code card ha. Rồi, mình sẽ dựa vào code card, mã đơn hàng để mình lấy ra những cái sản phẩm dựa trên cái mã đơn hàng. À, dựa trên cái mã đơn hàng. Rồi. Bây giờ mình có hai đơn. Mã đầu tiên của mình là xử lý module danh mục, sẽ là cho là index.php quản lý bằng đơn hàng. Ha, hoặc xem đơn hàng đi. Rồi. Sau đó các bạn quay lại cho mình cái phần main nè. Ở đây mình sẽ if tiếp. Ủa, main trên đây chứ. Rồi. Quản lý bằng xem đơn hàng. Và query bằng xem đi. Quản lý bằng đơn hàng đi các bạn. Rồi, mình sẽ lấy ra là xem đơn hàng. Rồi, ok ha. Thì mình sẽ chỉnh lại là cái liệt kê này bằng là quản lý là đơn hàng, query bằng là xem đơn hàng. Rồi, và code ha. Đó, giờ mình sẽ ok thử nè. À, cái này là và nữa chứ. Rồi, thử lại ha, xem đơn hàng nè. Quản lý đơn hàng, xem đơn hàng. Action bằng đơn hàng chứ không phải là quản lý ha. Rồi, ok, action ha, các bạn chỉnh lại cho mình cái này là action. Rồi, xem đơn hàng code. Bây giờ bên cái xem đơn hàng này mình sẽ các bạn sẽ copy ra cho mình cái từ cái trang liệt kê này ha, copy hết cho mình qua bên xem đơn hàng này, pass ra. Bây giờ là mình sử dụng biến liệt kê này luôn. Thì ngoài card ra thì bây giờ mình sẽ là card detail ha, chi tiết đơn hàng. Sau đó vào gì? Table sản phẩm để mình so sánh ha. Thì cái chi tiết đơn hàng của mình
Nó sẽ có là ID sản phẩm ha. Detail nè. Thì là ID sản phẩm phải bằng gì các bạn? Phải bằng tabular sản phẩm chấm gì? Chấm ID sản phẩm ha. Đó, để mình xem lại phải không? Rồi chấm ID sản phẩm không ha. Mình so sánh ID rồi, ok, bằng ha. Và thêm một cái điều kiện nữa các bạn. Where điều kiện nữa là cái tabular detail này. Chấm gì? Chấm code. Code gì ta? Code đơn hàng phải bằng là dollar get code đơn hàng ha. Bằng dollar get code đơn hàng. Bằng code cart ha. Phải bằng dollar get code ha, dollar code mà mình đã gửi qua bằng cho liệt kê ở đây. Rồi. Order by sắp xếp theo các detail. Các detail ID card detail ha, last week rồi. Ok. Thì ở đây mình sẽ có là tên sản phẩm, mã đơn hàng đi, rồi tên sản phẩm. Số lượng. Đơn giá của sản phẩm. Rồi, thành tiền có nghĩa là số lượng nhân đơn giá ha. Rồi, bây giờ tạm thời mình lấy ra những cái trường này đi ha. Y là mã đơn hàng, là code card nè. Tên sản phẩm. Số lượng. À, số lượng thì mình sẽ lấy được ở ê, chết mồ, số lượng. Ở đây số lượng nó trùng. Các bạn đổi lại cho mình cái cột số lượng này. Tại vì sao? Tại vì cái cột số lượng của sản phẩm nè. Đây, cái cột nó tên là số lượng. Đây, nó sẽ trùng với cái cột số lượng của thằng card details. Ha, card details. Đó, cho nên là khi các bạn select tất cả từ hai cái bảng này thì khi các bạn điền cái số lượng vào ha, số lượng như thế này thì nó không hiểu được là số lượng của cái cột nào. Ha, thì ở đây cái số lượng này các bạn đổi cho mình là số lượng mua đi. Ha, đổi cái cấu trúc cái tên nó lại thôi. Mắc công thì mình sẽ select ra từng biến thì thay vì dấu sao này thì nó cực quá, bây giờ mình sẽ đổi lại là cái tên số lượng này là thành số lượng mua. Số lượng mua ha. Rồi ghi lại. Thì ở đây các bạn đổi cái thanh toán ha, mở lại thanh toán cho mình. Đổi cái insert này là thành là số lượng mua. Rồi. Vậy là xong thôi ha, đơn giản rồi. Bây giờ các bạn sẽ đây là số lượng mua ở đây. Ha, thì nó hiểu là cái số lượng mua của gì card details ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ để là tiếp là đơn giá là giá sản phẩm ha, của cột sản phẩm. Rồi, thành tiền thì bằng là giá. Đúng không? Giá sản phẩm nhân cho số lượng ha, nhân cho số lượng mua. Rồi, sẽ ra thành tiền. Bây giờ mình sẽ xóa cái tạm thời xem đơn hàng này đi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử refresh xem đơn hàng. Dòng 19 không xác định được. Dòng 19 mình xem lại ha. Dòng 19. Này nó chưa lấy được nè, nó chưa lấy được dữ liệu thì chỉ có cái này bị sai thôi các bạn. Nha. Bây giờ mình sẽ không có que cái get code này xem. Rồi, xem nó chạy như thế nào ha. Refresh. Đó,
mình không que web code thì nó chạy được ha. Đã, vậy là lỗi dòng này. Điều kiện là que là table code detail chấm code card bằng $get code bằng $get code. Ở đây các bạn sẽ cho mình là code đi bằng $get code trên đây đi ha, nó dễ. Rồi thì code này bây giờ mình sẽ nhét vào đây ha. Đó, vậy cho nó đỡ bị lỗi ha các bạn. Refresh. Vẫn bị lỗi. À, and chứ, cái này and chứ không phải là where ha các bạn. And. Đã có where rồi ha, and. Xin lỗi bạn ha. Rồi, refresh. Đó. Tiếp tục đơn hàng đầu tiên nè. 4558 vậy đó, xem đơn hàng nè, đó ha. Thành tiền. Số lượng là 1. Số lượng đơn giá 3. 25 nhân 3 nè, thành tiền mà nhiêu đây ha. Thì cái giá sản phẩm bây giờ các bạn sẽ cho là number mass đi. First come first. Rồi. Chấm Việt Nam đồng. Ok ha. Đó. Rồi, tiếp tục ở đây cũng vậy. Thay dấu phẩy thành dấu chấm nè. Chấm Việt Nam đồng. Ok. Đó. Đây. Thì bây giờ mình sẽ để là một cái row ở đây nè các bạn. Score ban là 1 1 1 2 3 4 5 6 ha. Ở đây mình sẽ ghi là tổng tiền. Tổng tiền thì bằng ở đây mình sẽ cho là tổng tiền bằng 0. Sau khi chạy hết sản phẩm rồi thì tổng tiền của mình sẽ bằng là đây nhân cho cái này ha. Rồi thì ở đây các bạn sẽ copy cái dòng này xuống cho mình bắt ở đây. Ở đây mình sẽ thay đổi lại thành là tổng tiền. Rồi ok ha. Refresh. À, cái TR này nó cái tổng tiền này nó phải nằm ngoài ha, nằm ngoài cái vòng là for each này, quên mất. TR dưới đây ha các bạn. Rồi, bắt ở đây. Fresh. Đây ha. Tổng tiền của nó là... Ủa, sao có 750 vậy ta? Các bạn đổi lại cho mình là... Ở trên đây là thành tiền. Thành tiền thì sẽ bằng giá sản phẩm nhân số lượng đi. Rồi, ở đây tổng tiền bằng cộng gì? Cộng bằng thành tiền ha. Ở dưới đây là thành tiền nè, này giống như trong cái giỏ hàng thôi ha, không khác gì cả. Rồi refresh. 24 à đây. Rồi refresh. Ok, là 1,5 triệu nè các bạn ha. Đơn hàng thứ hai thì chắc cũng là 1,5 triệu. Đó thì bây giờ mình sẽ thử mua một cái đơn hàng khác ha. Thử mua cái đơn hàng khác xem. Rồi, một sản phẩm thôi ha. Đặt hàng. Đây, đã mình đã đăng nhập rồi thì mình đặt hàng dễ ha. Bây giờ các bạn sẽ đăng xuất cho mình. Mình sẽ đăng nhập lại thêm lại giỏ hàng ha. Tại vì cái user cũ mình xóa đi rồi, cho nên ID nó lấy không đúng ha. Đăng ký đặt hàng nè. Bây giờ mình sẽ đăng ký mới ha. Rồi, đăng ký. Đó, mình đặt hàng ha. 5 sản phẩm. Rồi, bên đơn hàng này sẽ có sản phẩm của mình. Xem đơn hàng. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện việc là các bạn sẽ cho mình
hai cái nút ở đây, theo bằng 6 ở đây ha. Ở đây mình sẽ cho cái nút ở đây đi, cái thẻ B ở đây nữa. Ở cái thẻ B này để là đã thanh toán ha, đã thanh toán, đã xem đi ha, đã thanh toán. Đã xử lý đi, để đã xử lý đi, đã xử lý giỏ hàng. Và chưa xử lý, đã xử lý đi. Ở đây mình sẽ cho là nếu nếu mà các bạn sẽ cho thêm cho mình cái tabular card ở đây đi ha, thêm một cái giỏ hàng ở đây nữa ha, tabular card ở đây nữa. Rồi, refresh. Table card nó ra bị lỗi nè ha. Mình bỏ table card đi ha. Ở đây các bạn sẽ cho mình nó bỏ đi cho mình ha, cái này mình bỏ đi. Mình sẽ đã xử lý nằm ở ngoài đây đi ha, ngoài quản lý đơn hàng đi. Ở đây mình sẽ cho một cái liệt kê đơn hàng nè. Ở đây mình sẽ cho quản lý là xem đơn hàng. Đây, ở đây mình sẽ để là tình trạng ở dưới điện thoại ha, tình trạng. Các bạn cho mình một cái dòng nếu ở đây. Nếu mà gì? Nếu mà role card status ha, card status bằng bằng 1, có nghĩa là card status nằm đây nè các bạn. Giỏ hàng của mình ha. Thì mình thêm vào giỏ hàng, mặc định mình sẽ thêm card status bằng 1, có nghĩa là đơn hàng mới ha, tất cả đều đơn hàng mới hết. Thì là echora đơn hàng mới. Còn eo ha, còn không thì mình sẽ là để là đã xử lý, đã xem. Đây, để là đã xem ha. Giờ các bạn sẽ refresh lại nè, là đơn hàng mới nè ha. Thì mình xử lý đơn hàng mới này bằng cách là đơn hàng mới các bạn sẽ cho mình một cái href ở đây luôn ha. Rồi. Thì cái đơn hàng mới này, bây giờ các bạn quản lý đơn hàng nè, các bạn sẽ để một cái file mới là file xử lý.php. Thì cái file từ liệt kê tới xử lý thì các bạn chỉ việc đánh cho mình cái đường dẫn là xử lý .php. Rồi, các bạn gửi qua cho mình là cái các status bằng 0, đơn hàng mới ha, bằng 0. Rồi. Các bạn gửi ngược lại ha, đơn hàng mới là giá trị bằng 1. Thì khi click vào đơn hàng mới ha thì nó sẽ chuyển lại thành là đã xem. Rồi, xử lý thì các bạn sẽ cho là rồi, đã xem thì khi click lại là nó trở thành lại đơn hàng mới ha. À không, mình sẽ không có ha, không cho nó quay lại đơn hàng mới nữa. Đã xem, đã xử lý là đã xử lý ha. Ở đây mình sẽ là để chữ là đã xử lý. Rồi, ví dụ vậy ha. Rồi, mình sẽ refresh nè. Đã xử lý ha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ gì? Quên mất, để là đơn hàng mới đi. Rồi. Khi click vào đơn hàng mới á,
thì nó sẽ chuyển tình trạng nó là đã xử lý ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ gì qua cái trang xử lý nào, ghi cho mình là nếu nếu set dollar get thì các bạn dollar get các status ha, các status và các bạn sẽ cho mình thêm một cái tham số nữa và code ha, code đơn hàng phải bằng là gì, phải bằng là echo rule code card ha, code card ở trên này mình gửi qua gì, mình gửi qua không có bếp bên này ha. Rồi grow code card hả, mình gửi qua tình trạng và gì và cái đơn hàng ha, thông cái mã đơn hàng mà mình muốn xử lý ha, để đem so sánh. Rồi và đó là set đó là get get chị bạn code ha, xem lại. Rồi ok thì mình sẽ code status đi bằng dollar get các status là bằng 0 các bạn, nó sẽ lấy là 0 nè, sau đó lấy code nó sẽ bằng dollar get code ha. Rồi thì nó sẽ đem đi là update SQL bằng sorry query luôn ha, update table card giỏ hàng set code status sẽ bằng gì các bạn, sẽ bằng status và where chứ ha, điều kiện where là code card phải bằng gì các bạn, phải bằng code ha. Rồi ok sau đó mình sẽ header, mình sẽ quay lại trang quản lý giỏ hàng liệt kê. Rồi đây ha, quản lý đơn hàng liệt kê. Từ trang xử lý index rồi click không phát hiện xử lý cut status bằng code cái trang liệt kê này nó chạy từ trang index các bạn, cho nên là các bạn phải cho mình xem đơn hàng này không phải ha, xử lý từ trang index cho nên là mình phải chạy là index nè vào là module sau đó vào quản lý đơn hàng rồi sau đó mới vào được trang xử lý .php ha, tại vì nó chạy từ trang index đó cho nên là mình phải ghi như vậy. Mình sẽ xem đơn hàng. Đơn hàng mới. Hiện tại đang bị lỗi nè. Bạn cần chưa F5 ha. Đây nó lưu kết cũ. Module đó. Xử lý liệt kê module ở đây sản phẩm xử lý
các bạn sẽ không có header ha, hiện tại mình chưa header đâu. Rồi, mình thử coi nó gửi qua bên trang hay không ha. Rồi, nó bị lỗi dòng năm nè các bạn. Xử lý dòng năm. À, mình thiếu một cái biến các bạn. Biến connect file dữ liệu ha. Đây mình thiếu một cái nữa luôn là include file config nè. Đó. Rồi, bây giờ mình thử lại nè. Ok, xử lý thành công ha. Rồi, bây giờ header quay lại ha. Giờ mình thử lại nữa nè. À, header này không tìm thấy nè. Thì từ trang xử lý này, bây giờ mình muốn qua trang desk á, mình phải ra một thư mục là ra quản lý đơn hàng, sau đó ra module ha. Rồi. Ok. Thì bây giờ mình sẽ quay lại coi nó có update cái card status chưa ha. Chưa update card status. À, sẽ khóa cái này lại, mình sẽ xem lại ha. 81 âm 138 đây, khoe có cái bằng code get code các status. Ở đây các bạn chỉnh lại cho mình là không cần phải mình gửi qua cái card status này ha, mà không cần phải gửi qua luôn, mình chỉ gửi cái code này qua thôi. Rồi, ở đây mình sẽ set thẳng cho nó là bằng không luôn các bạn. À, sẽ set thẳng cho nó bằng không luôn. Điều kiện là card code. Ở đây mình sẽ set một cái thôi ha. Rồi, cho nó đỡ bị lỗi đi. Get code. Rồi, bây giờ mình sẽ xử lý lại đơn hàng mới nè. Lít tiếp ha. Rồi, lít ba cái xem. Các bạn làm như vậy cho mình ha. Ở đây các bạn ghi ghi khác như thế này. Đó, chứ không có ghi liền ha, mình ghi như thế này. Rồi. Sau đó mình sẽ refresh đơn hàng mới nè. Rồi, bây giờ mình sẽ xem lại ha. Các status. Mình sẽ để bằng không rồi đi ha. Ở đây các bạn sẽ status chứ phải là code status ha. Bằng không, where điều kiện là bằng card. Điều kiện là code status, code card bằng. Rồi, bằng là code card ha. Đó, bây giờ mình sẽ thử lại nè. Rồi. Ở đây là nó chuyển bằng không hết ha.
Thì khi bằng 0 hết thì các bạn sẽ cho là L ở đây cái. L là echo ra là đã xử lý. Đã xem. Ha, đã xem đi. Rồi. Đó. Ha. Đây. Rồi.